Trường lấy cá phóng xanh đi cô ơi. Cái thùng này có nước mặn không? Hôm nay tiếp tục phóng xanh theo yêu cầu của chị Lê Thị Bích Xuân và chị Diệu Ngân. Rồi. Nay cái thằng này nó đi theo tới đây luôn. Này nó liều. Chúng ta hôm nay có tin tức. Đây. Đấy, tin tức. Rồi tin gì? Tấm. Dạ. Cua. Dạ. Sao họ đi theo qua đây vậy? Nguy hiểm quá. Cái thằng rái cá nó theo qua tới bên này luôn. Họ tèo ra giữa bộ dí lấy cây chụp bắt nó cho em nha. Nó đang đứng trước cửa, nó đang tỉnh queo à. Nè, nó tỉnh queo à. Rồi phải làm và đóng dây ác lên nha, dí bắt đồ nha. Cho nó sợ một lần luôn. Nó đừng đi theo mà nó vẫn đi theo. Sợ chưa? Ông ba bị bắt đập đầu ăn thịt nè. Ông ba bị ông dữ lắm. Hồi ông chuẩn bị xuất hiện nè. Nó luồn cửa nó đi theo, nói trong nhà đợi đi, qua lấy cá phóng xanh mà nó không chịu. Hôm nay em sẽ phóng xanh cho chị Lê Thị Bích Xuân, hồi hướng cho chị và phóng xanh cho chị Diệu Ngân theo tâm nguyện của chị là hồi hướng cho con chó Happy của em. Dạ. Cho nó khỏe mạnh, bởi vì nó ăn trúng bã mà nó vẫn cố gắng đi à, đi phóng xanh mỗi ngày. Ở đây là sinh mệnh của thằng rái cá TT là nguy hiểm nhất, bởi vì nó luôn có người xấu rình rập để làm hại nó, mà nó không biết sợ trời sợ đất gì hết. Nó cứ đi theo em, nó tưởng nó giống như là VIP vậy đó. Để bữa nay anh cho nó có bài học nè. Bà đặt qua tới bên đây để lụm cá phóng xanh ha. Nôn ha, cho nôn. Ở nhà không chịu. Rồi cô ra. Rồi. Rồi, sống. Bạch tuột. Ở trong mấy con một con để vô trong đây nè cô. Hay để bạch lông. Dạ. Cô để thùng này luôn rồi, chứ nó thảm quá rồi. Rồi dí bắt nó giùm em coi. Dí. Dí. Đó rồi. Nè nó đứng nè, nó đứng. Anh với mẹ. Lấy cây lên. Lấy cây, anh thử dí coi chụp được nó không. Ờ dí theo thử coi. Nó còn đợi em chạy chung. Bị dí rồi. This way. Trời ơi, nó chạy rồi. Yeah. Con người đang dí bắt chúng ta, chạy thôi. Run. Chạy đi, chạy nhanh lên, chạy vô rừng nhanh lên, chạy. Ủa sao nặng dữ vậy trời ơi, hèn chi em chạy không nổi, nó nặng.
Đây mấy con tôm dễ chết nhất, mình sẽ phóng xanh tôm. Tôm tích và mưa luôn. Ui da, mưa luôn rồi. Nặng quá, nặng quá. Trong cái thói quen của mấy đứa này hàng ngày á, là nó sẽ đi phóng xanh cùng với em. Nên ngày nào nó thấy em xách mấy cái xô đi thả cá là nó nôn. Hôm nay thằng rái cá ti ti là nó đi theo tận nơi luôn. Mà quá là nguy hiểm. Rồi bây giờ trời mưa, mình ra đây mình sẽ phóng xanh liền. Chúng sanh quy y Phật không đọa địa ngục, chúng sanh quy y Pháp không đọa ngã quỷ, chúng sanh quy y Tăng không đọa súc sanh. Hôm nay đủ duyên lành, lại tiếp tục đi phóng sanh trong rừng ngập mặn, vừa bảo tồn động vật hoang dã là loài rái cá, các loài thú sổ đỏ, vừa bảo tồn thiên nhiên, các loài sinh vật sống dưới biển đang giữ vai trò đối với đại dương và khôi phục hệ sinh thái rừng. Được duyên lành hỗ trợ của chị Lê Thị Bích Xuân phóng sanh, hôm nay chúng ta có thả tôm đủ loại. Dạ đây, ở đây chúng ta có tôm thẻ và tôm tích. Rồi em xin thả. Trong đây có 100k của chị Diệu Ngân, là một vị Bồ Tát hỗ trợ phóng sanh cho em và chú chó Happy vừa tai qua nạn khỏi, ăn trúng bả mà không chết. Dạ rồi, cảm ơn hai chị. Em thả luôn. Đó. Rồi. Dạ, tiếp đến là em xin thả đến bạch tuộc. Dạ. Bạch tuộc. Bạch tuộc rất là ít. Dạ. Bởi vì bạch tuộc tới 300.000 một ký lần. Nên mình chỉ giải cứu được một ít thôi. Bạch tuộc cho nó ra để nó bảo vệ rừng ngập mặn. Hôm nay mình làm sơ xài, pin điện thoại em cũng sắp hết, không biết sao sạc mà nó không lên. Làm cho nó nhanh, sợ hết pin đó. Rồi chúng ta có tiếp là các loài cua biển. Mấy con này cũng bảo vệ rừng đước, ba khía đồ, cúm đồ. Em thả luôn. Ở đây, nó xuống nó kẹp quá. Đi. Ra anh em ơi. Rồi ra đi. Rồi. Con này nó rớt cái càng lại nè cho con nè. Lấy đi. Không. Em ăn chay nha. Bữa nay Ti Ti rằm nó ăn chay mọi người ơi. Rằm mà rái cá cũng ăn chay nữa ha. Rồi tiếp tục. Cua biển. Và các loài giáp xác. Rồi cua biển. Ôi chết rồi. Chết rồi. Chết rồi. Trời ơi. Cua biển con. Cua biển con chưa có gỡ dây. Dạ rồi, em về em mới gỡ. Là chỉ cần mình gỡ cái dây chói ra là nó thoát. Mà xui một cái có mấy con nó còn ôm sợi dây nó chạy luôn. Sao giờ mấy chị? Thôi. Tùy duyên nha. Thật ra mấy con mà bị dính cái sợi dây trong cái càng, khép lại cái càng, nó vẫn có thể sống được. Cái sợi dây nó mục ra thì nó bắt đầu nó bung càng ra, hay là cái càng nó lớn nó vẫn bung ra. Chỉ có tội lên nó là nó không có đánh bắt được thôi. Nó không có dùng nó để tấn công được thôi. Nhưng mà nó vẫn sống. Dạ rồi.
Bây giờ em đi xử lý rác thải. Mà điện thoại ha, cái máy quay phim nó hết pin rồi. Rồi cảm ơn các chị đã ủng hộ chương trình giải cứu các loài vật trong tự nhiên. Con này nó chui vô này. Con này gọi là con xì ke. Đụng vô nó thì nó sẽ bỏ lại chân tay nó lại cho mình. Mấy con giáp sát là vậy. Nên tốt nhất đừng đụng vô nó. Dạ rồi.